Sóc ra cùng với bầu hàng ngày nhé cả nhà ơi. Treo cả nhà một ngày tuyệt vời. Anh thì thường hay sử dụng bông y tế, ít khi sử dụng bông tẩy trang lắm, đa số là dùng bông y tế không à. Các chị em khi mà sử dụng với chai nuôi da từ gốc này á, có thể sử dụng cho mọi độ tuổi, bầu xài được, trẻ em xài được. Chiết xuất hoàn toàn từ thảo dược thiên nhiên nhá, tự nhiên sâm quý hiếm và tất cả những các loại cây thảo dược quý hiếm của Việt Nam mình. Đặc biệt là nếu như các chị em mà có da mà chưa đều màu, thô, sạm, sần, nám, hay là những cái da mà chưa có được nâng cơ á, mọi người, thì các chị em khi mà sử dụng với nâu năm này nó sẽ rất là đẹp cho các chị em. Trộm vía chứ bầu đi đâu ai cũng khen là da đẹp, và đi đâu ai cũng khen là bầu bạn này đẹp đó mọi người. Bởi vì là anh biết là các chị bầu là thường đa số là không dám sử dụng mỹ phẩm, nhưng đây là dược mỹ phẩm sử dụng còn ăn được luôn, nên là các chị em cứ an toàn và yên tâm về cái độ hiệu quả nhé mọi người nhá. Đây, đây là sản phẩm ạ. Ui, chặt quá mọi người nhá. Còn có thể ăn được luôn, rất là an toàn, nâng cơ cho da của các chị em luôn, săn chắc khỏe mạnh. Và đặc biệt nữa là da của các chị em sẽ càng ngày càng có cái độ đàn hồi rất là ok mọi người nha. Nè, anh dùng chắc không biết bao nhiêu chai này rồi. Đây là serum vàng. Đôi lúc cái da của mình ấy, ở cái độ tuổi này ấy, thì các chị em cần phải cấp ẩm cho da của mình thì da mới đẹp được. Nên là đừng quên là cấp ẩm cho da các chị em. Một tip này thì chắc là các chị em sử dụng khá là lâu, rơi vào khoảng tầm là cả tháng ấy, tại vì là nó khá là đậm đặc. Nhớ là mình chăm sóc cái vùng cổ của mình chị em nhé, mình vuốt đều này. À, đặc biệt là những cái sản phẩm mà bộ combo của Atani thì các chị em có thể hoàn toàn sử dụng được cả những cái vùng quanh mắt, mình không cần phải sử dụng những sản phẩm chuyên dụng cho vùng mắt nữa chị em ạ. Sử dụng cả quanh mắt nó sẽ xóa những cái nếp nhăn, làm căng bóng mướt cái da cho các chị em này. Đó, da rất là đẹp. Đừng quên chăm sóc vùng cổ chị em nhé, bởi vì phụ nữ ấy, nhìn vào tuổi thì mọi người sẽ nhìn vào cổ và tay, nên là mình sẽ chịu khó mình chăm sóc cả cái tay của mình. Rồi sau đó là mình sẽ thoa cái dưỡng ban ngày này lên là ok. Thực ra các bước sử dụng này rất là đơn giản và hiệu quả, chỉ có là các chị em mỗi một ngày mình chỉ bỏ ra khoảng tầm mấy phút thôi, buổi sáng và buổi tối. Buổi tối thì mình chỉ thay cái bước ban ngày này thành là cái hũ kem ban đêm này là ok mọi người. Rồi, rất là đơn giản hiệu quả, tại vì thực tế Vân Anh là một người làm việc hiệu quả, mình không có muốn làm những cái việc mà nó tốn thời gian mọi người ạ. Nên là các chị em mà muốn làm cái việc mà hiệu quả, đặc biệt là cái dưỡng ban ngày này chị em nhé, các chị em có thể để từ sáng đến tối được luôn. Nó có một cái lớp make up nhẹ nên nó làm da của các chị em sáng hơn. Tuy nhiên nếu như mà chị em nào á mà buổi trưa về nhà mà mình có nóng quá hay là trời nắng như thế này ấy, mình có rửa mặt hay là mình có lau lại bằng cái chai nô năm này, thì buổi chiều các chị em vỗ lại thêm một lớp nữa chị em nhé. Rồi sau đó là mình đi làm bình thường, mình sinh hoạt bình thường. À, nếu như các chị em đã sử dụng cái kem ban ngày này rồi thì các chị em không cần phải sử dụng thêm kem chống nắng nữa đâu nhé mọi người, bởi vì đây đã có cái thành phần chống nắng cho các chị em rồi và bảo vệ cái da cho các chị em rồi, căng bóng mướt da cho mình rồi, nên mình không cần phải sử dụng chống nắng kèm theo nữa. Mình thoa cả cái vùng quanh mắt của mình ok nhé mọi người. Đó. Không cần phải sử dụng sản phẩm chuyên dụng cho vùng mắt đâu chị em ơi. Mình dùng cái combo của Atani này là thoải mái để dùng cả da mặt của mình rồi. Nếu như mà mình đi tiệc các mọi người, nếu như mà các chị em đi tiệc hay là các chị em đi nói chung là cần có một cái sự kiện nào đó mà muốn nó make up, muốn đánh phấn, muốn cho da của mình nó sáng nhiều hơn đó mọi người, sáng nhiều hơn so với bình thường, thì các chị em sử dụng thoa dày cái kem dưỡng ban ngày Avani này lên là ok rồi, nó sáng cái da của mình rồi. Còn mình không cần phải thoa phấn nữa mọi người nhé. Trừ khi là các chị em muốn đánh khối ở trên da mặt của mình hay là muốn tạo khối hay gì gì đó ấy, thì các chị em mới phải sử dụng thôi. Còn nếu mà chỉ mục tiêu là để làm sáng da lên thì các chị em có thể thay thế cái kem dưỡng ban ngày của Atani này thành là cái phấn cho mọi người là ok rồi cả nhà. Đó. Các cái bước buổi sáng nó đơn giản như vậy ấy, nhưng mà nó sẽ giúp cho chị em mình là cả một ngày mà mình tự tin luôn. Và chị em đừng có quên cái combo ban ngày này chị em nhé. Đây là cái combo ban ngày này cả nhà. Còn buổi chiều á, buổi tối á, thì mình sẽ thay là thành combo ban đêm này với hũ ban đêm này là ok. Chúc mọi người có một cái làn da đẹp nha cả nhà.